Nghe tao kêu mày hôm qua, tao nói mày quay lại đi, mày vô mày giải cứu cho nó nói chuyện quá. Coi chừng chị, gần đó có cái lỗ nha, đẩy nhỏ đó là nguy hiểm lắm á. Không ngớt luôn. Gì mèo? Ủa hết ra giấy hả? Để em đi lấy giấy. Cái gì vậy? Ở trong giấy đầu tiên làm thinh nè. Là dỗ cho đứt cái bính đó. Làm thinh u da. Làm thinh. Đây đây. Tắm đi trên đi chị. Này, anh chủ mất đi nói chuyện rồi mình chắc không ngay. Anh chủ đâu? Anh chủ đi nói chuyện điện thoại à. Chị lấy cái chai, chị hai chị lấy cái chai, chị góc dầu đi nè. Dầu hả? Ừ. Mày lau mộ đồ sớm ha. Đây là mộ chú được nè, ba cái tro không à. Ơi ơi trời ơi, cô Tiên nữa bả. Chị hai có cái nào đó lau mộ đi hai đứa nè, đây cô lấy cho nè nè. Rồi Thảo luôn, lại là một trong năm luôn. Thấy không, bữa nay nè, con nít thì lau một. Tim 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 nhí nha. Là lau một cho chú nha. Ở dưới đó đó anh, đó, ngay trong cái rổ chén á, ngay cái hùng á. Giờ qua bên đi lao xong cái tấm tê xong cái rửa. Đi vậy nhẹ mèo ơi, văng mèo ơi. Trời cao có thâu. Ít. Đánh lông lông mậu đi. Mậu đi, mậu bữa nay nước dữ lắm. Vậy ha, vậy thôi để em lau. Ừ, vậy thôi để em lau. Chia nhau ra, bữa nay đông mà. Quét mệt quá. Gì? Nắng hả? Vậy giờ sao? Bữa nay là chú có cặp rồng đẹp rồi chú ơi. Vậy ai quên sao mẹ quấn đầu em?
Mèo có quýnh không hả? Lỡ trốn hả mèo? Gọi con lấy đồ lau đi, lau một trong năm đi đi ha cô, xử lý với chị mèo. Ê cái gì vậy, văng rồi. Mày đét nghe gì lao quá trời luôn, không nói né hay gì. Gặp mình đen chỏng cái mông lên. Trời ơi, sao mình để bốn cái chậu vô nhìn sang dữ vậy trời. Đẹp ha. Ừ, nhìn nó sang ừ. Hơn nhiều luôn á. Để cho đây nè. Đấu tranh lắm mới được để ra ngoài á. Đấu tranh dữ lắm à. Ờ, anh được ảnh ảnh quét mà mấy cái cọng chổi nó rớt y như là mỹ nương gì đó. Anh cứ đi anh rớt dài đường là tao biết anh đi đâu luôn rồi. Đó rồi mấy mẹ bé mẹ mấy hậu lụm luôn rồi nè. Có tình nó khác chị. Vui nó khác. Không mà lúc đó chị chưa thấy có tình ta là dạ. Cái này còn hơn muốn tươi cải cho bằng thắng đó. Đó. Thôi, ngon lành đây cho mọi người. Ngon lành cà đào nha. Cái này mà để hàng cái tiền dối qua đây miếng tiền. Gì vậy? Mình cùng hát cái bài. Bé rắn tích trò chơi lao một. Y da y da. Bé gì? Bé thì mới già. Xe máy cài. Xe máy cài không ơi. Ê, ai đứa đi xong tắt quạt. Kệ đi trong quạt gì sạc điện thoại, sạc pin mà. Trời ơi, đừng nói anh sạc quạt nha. Hả? Đừng nói sạc pin quạt nha. Đâu sạc đâu. Lát quay qua rồi lại điện không có tiêu. Lát, ê chị Thảo. Chị Thảo. Chị Thảo. Lấy cái quạt kìa. Chị đi ra ngoài kia ơi. Thảo chỉ đi ra ngoài kia. Mèo qua. Mèo. Mèo. Cái bông mà hồng mà để bên cái bên cái mộ như vậy đó ba. Mèo. Tôi đây con nằm ngoài chơi coi rồi. Giờ mới chơi coi điện thoại gì hai đi. Mình nên để cái mộ cho nó trống trải chút xíu. Của chị không sao đâu. La con tới nhà nó đẩy lỡ rồi. Cù bắp. Nó đẩy lỡ rồi. Đó là bây giờ nó hậu quả là nó to quá không thấy đen này. Được mà. Đó, ok, xong. Ok, ba con dê. Rồi, ấp hương cho chú đi. Dạ, mà cái mà vui để đỡ đi lát xong rồi mình sẽ lại con mới cái đồ nè. Để cặp đồng với cặp đồng bình lên phải nói là quá trời sáng và đẹp luôn. Đó để chuẩn bị cho cái này 200 mét là panel lên 200 mét là 12 ha. Và sau đó rồi quan đến là Tết. Dạ mà trên đẹp vừa đẹp cái luôn á thầy dép mới đẹp. Dạ, chào. Tết là năm nay là rất là vui luôn và bữa nay giờ này thì mình rất là vui tụi con. Thấy thấy đẹp hơn nãy chưa? Quá đẹp rồi. Mình khỉ đóng tiêu rồi, nó chẳng biết quá. Mình khỉ. Đó, thấy chưa? Ok. Đâu lao đó rồi, thôi mình lao đây luôn. Hả? Bây giờ mình lao cái đây nè, đây bằng mọi người đó. Mình lao luôn người lao cái bàn này đó. Vui lắm mọi người. Mọi người.
Mình ra đi một tí mình ngồi thử coi nó còn dơ không. Dơ hơn đất luôn á. Đất dơ hơn bùn luôn á. Con xe con này của ai đây? Để chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Ném xuống, ném xuống. 9k. Sao để bên kia? Ấy này chắc đi rửa luôn á. Lau, lau lấy khăn giấy ướt lau được rồi. Hai chị em làm được cái dành lộn 66 nha. Cứ bỏ xuống 9k trước đi rồi mình ship lại. Hai chị em có nhiều đó mà xào xáo. Vậy là người ta nói chị em không thuận nha. Chứ nhà có hơi giận đâu. Thôi đi lau rồi bà lau nữa cho nó dơ thôi chị. Lau rồi. Đó đừng về tôi vậy, để khô cái. Ý là nó khà, à, quên, ý là bà khảo sát lại anh em nữa. Ủa bên mấy cái ta này 9 cái hả? Không, cái này khô mà, cái này 5. Nếu đó là bà khảo sát rồi coi sạch chưa đó. Rồi. Rồi đang xong để về. Không có gì. Khảo sát mà mầm mầm người ta chửi đó. Rồi lau thôi. Rồi xong xong xong. Nè anh. Rồi. Chị lau phụ cái xe nghe chị. Quá trời. Dừng điện thoại nha con. Bé rất thích trò chơi lau màu. Mày ngồi khép khép lại chơi đặng. Chị hỏi em, hỏi ai? Đây nè. Cái nụ đó không đó. Đây nè. Cái này xong chưa hết, này chưa phải không hết. Chị lấy ở đâu mà chị nói kệ chị. Ừ, tới công chuyện nữa. Cái này nè, lại chị lỡ đây có một cái này thôi. Y xin vậy đó, tại y là đó. Ờ, chị làm mát rồi ha. Có chừng ngờ 15 mét với lại chị hai căng thẳng. Nhìn em mình hết. Trong lúc lao bông xe. Bây giờ được cái gì lộn nha. Em mình nhịn. Bây giờ không có nói nhiều, bây giờ đền. Bây giờ bắt đền. Chú anh chị đây là tem có áo tím mà hôm nay không có áo tím mà cái áo này là 5 màu luôn. Cái này là tim áo tự do. Bảy màu này là bảy sắc cầu vồng. Đây bảy đứa nè, bảy màu nè, bảy sắc cầu vồng. Sao dùng từ bảy đứa? Đây có chị của chị nữa nè mà bảy đứa gì? Ôi thế à, thế mà không lỗi, em xin lỗi nha. Ơi. Thế mà không lỗi. Không lỗi. Là thanh quá đúng không? Vô, vô luôn. Nghĩa là bạn của anh yêu rồi. Đâu anh yêu Bình Định nói gì chị hai? Gần đó luôn, bạn anh yêu đi. Trời ơi. Bình Định là ở trung miền Trung. Còn Thanh Hóa là gần miền Bắc rồi. Là phải đứng nha mọi người, đừng ngồi nha. Ngồi ta, ngồi ta thấy cái tướng mình không có đẹp đúng không? Đúng rồi, đứng cho nó khỏi đứng mỏi. Nói là người Thanh Hóa là ăn cho má phá đường dày. À, rồi. Rồi, quay tới nữa. Đó, cái cầu đó là coi chừng. Nói là về nằm sập lên luôn. Tới công chuyện luôn. Không, cái đó là cái người ta thường nói thôi chứ không phải là ý của em nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ đã rồi cho ta luôn đó. Cái câu nói là chưa đẻ, mình nói là yêu thương thôi. Đúng rồi. Người ta thường nói nhưng mà mình đừng có nói. Người ta thường nói hơn. Không phải là ý của mình nói ra. Ồ, thế mà không nói. Vậy nói vậy là chia rẽ mắt đoàn kết cả nước luôn á. Ồ, thế mà không nói. Mà khỏi nói đi. Tiếng mình nói đi, mày đặt lối đi. Ồ, thế mà không nói. Thế mà không nói. Mới vừa nói rồi xong cái này chị cho chị cái nữa liền. Chị em lộn xộn. Tại vì hôm nay là mẫu cậu quá đắt khách nên anh em phải mời sớm. Chưa đâu hôm qua ba rưỡi hả? Hôm nay có 2 giờ mấy hả? Ba rưỡi làm xong rồi tối về vô. Bây giờ là
không, nói chung là ngày hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay tại nên là làm sớm. Mẹ yeah. Lắm thường á, nè, nói nghe nè, giờ á, quay á, quay á mà mình không nói á thì người ta nói á là coi nó cá. Ê, ê, ê. Hả? Có cái hai trái đó đó. Hai trái đó là sáng anh Ngọc đem vô. Nó biết đầu quá. Nhìn. Anh đi em nha. Anh đi anh đi 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 ấy bự hiếp nhỏ. Em nhìn con Thảo kìa, nó phá nước kìa. Hòa đập liền chứ đâu đấy. Hòa đập liền chứ đâu đấy. Chị em vui vẻ. Thế mà không lấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi. Nè cả để ra thằng ngồi nó đi, ngồi nó cho đẹp. Để xe đang ngồi luôn cho đẹp. Đúng rồi. Bây giờ khăn lo mặt chú rồi, lo mặt mình luôn cho má. Chứ lau mặt không có dính miếng bụi nào đâu, không lau mặt. Nhưng mà mặt không có bụi nè. Đúng rồi. Sao mặt, cái mặt sao mà tươi rối, sáng trưng luôn. Đen hoài. Thấy. Cái áo này là ông hát cái tuần dưới tú xương, không biết cái tuần gì. Đây Yên Vũ không? Có không? Tại vì chị không có biết cái tuần đó là tuần là gì, nó coi là chị bấm vô. Bông sen thì nó quấn luôn hết hả? Coi là ông đang hát hát sân khấu. Để bên ngoài luôn. Dạ. Tú Sương cũng mặc bộ đồ y vậy. Để sao? Đây. Không, bữa đó lo là sắp điện đó. Biết bây giờ mình sắp lại. Sắp lại gì? Em sắp lại cho nó đẹp hơn, mình nghiên cứu. Đó là đẹp, mình sắp lại. Quay qua. Mình luôn thay đổi cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Quay qua. Thế à? Thế mà không nói. Ủa gì vậy? Thôi giờ đi hấp nhanh cho chú. Con mà đi vòng vòng, tôi cứ đi theo. Tại do. Sam. Rồi cô chú anh chị, tới đây thì cái video của Hiện Tiên xin kết thúc ha. Buổi chiều ở một của chú Vũ Linh. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.